Anh em nào có nhu cầu gọi là cày thuê liên quân và mua nick liên quân, tìm nick theo gọi là skin yêu cầu thì nhắn tin gọi là cho nơi mà hạt. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Thì trong cái clip này, NMH sẽ làm về vị tướng chú bò Krynak. Khá là lâu rồi thì cũng chưa quay trở lại với vị tướng này. Một vị tướng cực kỳ là khỏe và khả năng sốc đám cực kỳ là tốt. Cái thời điểm NMH hay live stream kéo rành anh em thì cũng gọi là chơi vị tướng này. Có một thời kỳ gọi là hoàng kim của vị tướng này. Tất nhiên bây giờ thì Krynak cũng không phải là lựa chọn tốt ở vị trí đi rừng so với các vị tướng khác. Và đặc biệt thì càng lên cao thì Krynak cũng không phải là quá được trọng dụng. Nhưng mà thực tế thì Krynak vẫn là chất tướng ổn, tốt và leo rank hiệu quả. Tất nhiên nếu mà team Bendix có nhiều chất tướng thì anh em hạn chế pick Krynak dành cho mình, thì xíu nữa mình cũng sẽ phân tích cụ thể dành cho anh em luôn. Thì trong cái clip này mình cũng sẽ phân tích cụ thể dành cho anh em về trang bị vàng ngọc và phù hiệu dành cho vị trí của Krynak, thì anh em cùng theo dõi. Bây giờ thì nhận thấy Slim của team Bendix cũng khá là thấp máu, pha này thì sẽ đuổi theo bạc luôn. Nhưng mà chạy nhanh quá anh em ạ, nhưng mà không sao cả, đuổi Slim về rồi. Bây giờ thì lúc đấy này, lúc đấy để bắt gọi là đường di chuyển giá của Slim team Bendix nó về hồi máu thì chắc chắn nó sẽ gọi là ra thôi mà. Rồi, lúc đấy để bắt nhá, nhưng mà lung búa của tém đi cùng lại hỗ trợ rồi. Thôi, chắc có lẽ là rụt lui thôi. Bây giờ thì có lẽ là mục tiêu của tém bên mình quay trở lại ăn con râu này là hợp lý nhất. Ăn được mít tém bên đích rồi. Mình thì vẫn đang còn đó là cái trưng trì nữa, thì chắc chắn là con râu này sẽ cố gắng ăn được nhá. Rồi, vô vào này, chơi luôn này. Và lùng được con râu. Lui về một cách an toàn. Bây giờ thì bột sánh của tém địch xuất hiện thì chả có lý do gì mà không cướp cả anh em ạ. Rồi, lưng ngáy đó là con bột sánh của tém địch. Nhân thấy, ui, vô ló tém địch kính thế, bắn trù chơi luôn. Ê, pha này mình có chiếu cuối này, nhảy này, một em lên bảng điểm số, hai em lên bảng điểm số. Pha đỏ máy là đủ đám ấy, chứ dù cá nghỉ mình chắc có lẽ là lui về, ai giờ là mình quay trở lại chơi luôn. Và này thì thích thì vô vào luôn này. Bị đó là SP tem địch đẩy ra, mình lùi về. Vậy là cũng thành công rồi anh em ạ. Rồi, và này thì bắt luôn, bắt. Chưa cái tồi này. Chưa cái tồi đòi bắt mình này. Lên bảng điểm số đến từ vị trí của rừng tem bên địch. Ở trận đấu này thì rừng tem địch đó là Ryoma anh em ạ. Cũng đương tha thân thì có sự gọi là có mát giữa vị trí Zuka và Florentino. Rồi, ở đường giữa thì có sự xuất hiện đến từ vị trí của Laurel và bên kia chuyển tới là vị tướng Alector. Đường rồng thì tại bên mình Violet và Grak, còn bên kia thì lún búa và vị trí Slim. Nói chung hai chất nói chung đội hình của hai đội thì cũng khá là đẹp, chất tướng của tem đi cũng rất đẹp, khả năng không chết tốt. Đội hình của tem mình thì cũng không kém, có Grak này anh em ấy, chỉ cần Grak kéo chuẩn là lùm lúa. Và này thì Grak kéo trật rồi nhưng không sao cả, vẫn bằng chơi luôn và tiện sao thủ tem đi lên bảng điểm số. Lóng trời lở đất của lùm lúa cũng được sử dụng, nhưng mà SP tem mình bật cái giải thì phải, mình lùm màng của SP tem mình đi. Lượng máu thì cũng khá là thấp. Ôi, pha này thì không có lính rồi. Gọi là chạy đường nào cũng không thể sống sót được pha đó nữa ấy. Nhưng mà pha này hay nè, hay rồi. Bắt quả cầu băng xương đến từ Ryoma.
Nhưng mà liệu có chạy được hay không? Có chạy được hay không? Ôi, vẫn quay trở lại, xỉa được Violet team bên mình kìa. Ván được cái màn chấm dứt của Violet có lẽ là không phải là quá lời về lượng màn hạ gục, nhưng mà lời về lượng trụ rồi. 16 dành cho hai bên, thế tuần thì cũng chưa phải bên nào là có quá nhiều lợi thế cả. Đối với Karinak thì thực tế là một chất tướng, chỉ cần đó là có khoảng 3 đô thôi là cực kỳ là khỏe rồi. Còn khi mà full đô thì một vô phạt là bay mau luôn ấy, kể cả đó là các vị tướng thuộc dạng máu khá là dày á, thì dính một combo của Karinak thì có lẽ là cũng hấp hối. Về phần chiêu thức thì mình sẽ phân tích qua cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất thì anh em kích hoạt thì ghi mấy ấu trung quỷ vào mục tiêu. Đây, kích hoạt ấu trung quỷ rơi vào mục tiêu. Thì sau đó thì anh em gây sát thương thì sẽ đánh theo phần trăm máu. Chiêu thức thứ hai thì anh em lướt gây sát thương vào mục tiêu và hồi phục máu dành cho vị trí của Karinak. Còn chiêu cuối thì anh em kích hoạt lần thứ nhất, Karinak bước vào, đó là trạng thái hiểm hòa không trúng, giống như cận cảnh cái trực thắng á, đây. Rồi sau đó thì anh em kích hoạt thêm một lần nữa vào vùng chỉ định, vô vào và gây sát thương vào mục tiêu thôi. Đây, kích hoạt này, vô vào này, bắt luôn này, lên bảng điểm số đến từ vị trí của Florentino Tem bên địch. Rồi, lại đó là kích hoạt này, vô vào này. Thì đó là về chiêu cuối của vị tướng Karinak thôi. Lần thứ nhất kích hoạt thì anh em cất cảnh trực thắng. Lần thứ hai kích hoạt thì anh em gọi là đạp trực thắng xuống. Và anh em nên nhớ rằng khi sử dụng chiêu thức của vị tướng Karinak sống thì anh em đánh thương dành cho mình, bởi vì đòn đánh thương thì phải được cường hóa. Và cách combo tốt nhất, chuẩn nhất và cơ bản nhất của vị tướng Karinak đó là anh em kích hoạt chiêu cuối, rồi sau đó nhằm đến mục tiêu, sử dụng chiêu một ghim vào mục tiêu, sau đó thì vô chiêu cuối vào. Đó là combo cơ bản nhất của vị tướng Karinak, thì anh em phát huy tối đa sức mạnh của vị tướng này. Còn về phần trang bị dành cho Karinak thì vẫn lấy những món đồ gọi là quen thuộc dành cho vị tướng này thôi. Full đáp đầu tiên thì kiếm truy hôn, món đồ thứ hai thì dây kiến cương kháng hiệu khống chế, món đồ thứ ba thương xuyên phá gia tăng cái lượng công vật lý xuyên giáp, món đồ thứ tư phức hợp kiếm, món đồ thứ năm đó là nánh, và cuối cùng giáp của mình để đảm bảo an toàn thôi. Vẫn là build đồ chuẩn chỉ dành cho vị trí của Karinak. Rồi pha này lao vào luôn này, bục này, bục này, ê con xỉu máu. Mình bị đẩy lùi ra anh em ạ, phải bật cái quả cầu băng xước. Có lúc mua thì cũng sẽ hơi khó chịu một xíu. Bắt đầu Zuka tay mình lao vào nhưng mà cuối cùng cũng phải lên bảng điểm số. Tém bên địch thấp máu nhưng vẫn có thể lùi về được. Rồi bây giờ thì lại quay trở về với một vòng rừng của mình thôi. Chiêu 1, chiêu cuối, chiêu 2. Đó vẫn là combo cơ bản nhất. Tất nhiên thì nếu mà đối phương ở xa thì anh em phải vô chiêu cuối trước, bởi vì tâm chiêu 1 thì nó ảnh hưởng không bằng ấy, anh em trước có thể ghim được vào mục tiêu. Thì anh em cứ vô chiêu cuối trước làm sao đó là cho hiệu quả là được. Còn tối ưu cái lượng sát thương vẫn là anh em ghim chiêu 1 vào mục tiêu trước, rồi sau đó thì vô chiêu cuối. Bây giờ thì tại Mendica đang ép tìm bên mình xíu, nhưng mình nghĩ cũng không đáng ngại. Rồi, tình huống này thì mình sẽ cố gắng khép góc đường về của team bên địch này, hoặc là bắt đường di chuyển ra của team bên địch ăn mục tiêu lớn. Nhưng mà hơi khó rồi. Tất nhiên là trận đấu này thì mình phải cẩn trọng hơn, bên kia có Alistair. Nếu mà vào không cẩn thận phát là bắt, ê pha này bắt riêu má này, rồi hết chiêu lửa rồi đúng không? Rồi pha này thì chạy đâu, còn một xíu máu và tiện riêu má lên bảng điểm số. Kiểu là nhiều khi anh em núp để bắt cái đường di chuyển ra đi của tém bên đi các thương là tím bên đi. Đó là sẽ lại đẹp lính và anh em bắt cái đường di chuyển ra đẹp lính của tím bên đi. Về phần phù hiệu thì sẽ sử dụng bộ phù hiệu má chủ nổ sát thương dành cho vị trí của Karinak thôi, để có thể kết liễu mục tiêu một cách nhanh nhất.
Còn bảng ngọc dành cho các đại nạc thì sẽ sử dụng bảng ngọc phun xương giáp anh em ạ. Ngọc đỏ cống vật lý và xương giáp, ngọc tím cống vật lý tốc chạy và ngọc xanh cùng cống vật lý và xương giáp luôn. Với bảng ngọc trang bị và phù hiệu này thì lượng đám của anh em sẽ cực kỳ là to. Rồi, pha này thì tém bên đích lấy lại thế trận rồi, mình kích hoạt chiêu cuối để vô vào này, bắt luôn, mất chiêu nhảy rồi đi một vô này. Anh em thấy thì vô phát là bốc hơi luôn đấy, bắt luôn vị trí của loài tém bên đích và double kill. Anh em thấy đám to chứ, to đúng không, quả là to chứ lời. Đám của vị tướng này ảo lắm anh em ạ, kiểu là vô vào phát không thấy đó là mục tiêu nào đâu nữa ấy. Tất nhiên anh em nên lưu ý rằng Curry mà đã lao vào thì phải có màng kìa, nếu mà không có màng thì rất chết dễ nằm xuống. Điểm yếu của Curry Nack đó là máu giấy, và nếu mà gặp những chất tướng khống chế vì gặp Ghidu cũng hơi khó chịu này. Rồi gặp những chất tướng kiểu là lao vào phát mà bị nó khống chế thì sẽ hơi khó chịu, hơi khó chơi. Hoặc là gặp những chất tướng xa thủ có khả năng né sát thương. Các chất tướng có khả năng né sát thương là hơi khó chơi. Còn lại thì Kraynak vẫn là chất tướng leo ránh tốt và hiệu quả. Khả năng sốc đám thì không phải bàn cãi nữa rồi. Rồi, phá này mình núp đấy này, bắt phơ ló này, kích quạt chiêu cuối này. Rồi, chạy đấu, này thì phơ ló này, bơi bay mau này. Bá hóa thì vẫn nằm đó, nhưng mà phơ ló thì đã về tế đan. Điểm số rồi. Rồi, bây giờ thì team bên mình đang có thị trấn tốt, với Grack trong đội hình nữa thì cũng sẽ dễ chơi hết. Rồi, mình lại kích hoạt chiêu cuối này, vô vào tiếp này, chạy đấu bay mau này. Dính cái ngục cô Vĩnh Hằng đến từ Alistair, nhưng mà rất may thì mình vẫn lùi về được. Mọi người lên bảng điểm số là Alistair chứ không phải là mình. Một phát quẹt dỡ dành cho team bên mình, và chắc chắn thì bây giờ lên tổng tấn công và kết thúc trận đấu thôi. Bởi vì team bên địch thì chỉ còn mỗi mình phờ ló nữa, nên là chắc chắn thì sẽ đó là tổng tấn công và kết liễu là trận đấu này. Ôi tí nữa và trận đấu thì có lẽ là sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.